Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ tư. Ngài Ubhakuddha sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 98 năm. Cha tên Thiện Ý, mẹ tên Ưu Chí Liên, dòng Thủ Đà La ở nước Sất Lợi. Năm ngài 12 tuổi, Tổ Thương Na Hòa Tu có đến nhà cha mẹ ngài, dạy người trong nhà và ngài phương pháp tu thiện ác. Nếu nghĩ ác, bỏ hạt đậu đen vào hũ sơn đen. Nếu nghĩ thiện, bỏ một hạt đậu trắng vào hũ sơn trắng. Mỗi tháng đem ra đếm coi thiện nhiều hay ác nhiều. Ngài tu như vậy được 5 năm. Một hôm ngài đến chùa hỏi tổ: Kính thưa thầy, thầy dạy con tu như thế để làm gì? Tổ Thương Na Hòa Tu bảo: Để giác ngộ. Ngài thưa: Con thấy càng tu càng ngu, chứ giác ngộ cái gì? Tổ Thương Na Hòa Tu liền nói với ngài: Như ban đêm ông đốt đèn trong nhà để làm gì? Ngài thưa: Để cho sáng nhà. Tổ nói thêm: Ta dạy ông để sáng đạo. Ngài lại thưa: Con thấy tu như vậy càng tu lâu càng tối, chứ đâu có sáng. Tổ Thương Na Hòa Tu thấy đứa trẻ này có kiến thức hơn người nên hỏi ngài: Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi? Ngài thưa: Con được 17 tuổi. Tổ Thương Na Hòa Tu nói: Như vậy thân cậu 17 tuổi hay tánh cậu 17 tuổi? Ngài không trả lời mà hỏi ngược lại tổ: Vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? Tổ trả lời: Tóc ta bạc chứ không phải tâm ta bạc. Ngài liền trả lời câu hỏi về tuổi của ngài: Con cũng thế, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Tổ Thương Na Hòa Tu liền hỏi ngài: Vậy người có muốn xuất gia không? Ngài thưa: Nếu thầy nhận, con xin theo thầy làm đệ tử. Tổ Thương Na Hòa Tu hoan hỷ cho ngài xuất gia. Năm 20 tuổi cho ngài thọ giới cụ túc, tức tỳ kheo, và chứng nhận ngài giác ngộ được yếu chỉ thiền tông. Một hôm, tổ gọi ngài vào trong thiền tông thất để nói: Đức Thế Tôn truyền chánh pháp thiền tông cho ngài Mahakayip, có bổn phận dẫn mạch nguồn thiền tông này và làm sơ tổ, kế đến là nhị tổ Ananda, còn ta là tổ sư thiền tông đời thứ ba. Ta thấy người đã giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, ta cũng muốn truyền thiền tông lại cho ngươi làm tổ sư kế tiếp. Nhưng quy định trong huyền ký mà Như Lai dạy về mạch nguồn thiền tông này, người nào nhận tổ vị phải trình cho vị tổ trước về sự nhận được ý sâu màu của pháp môn tu thiền tông học này. Nếu ngươi có khả năng thì làm kệ trình ta xem, nếu đạt được yêu cầu như trong huyền ký, ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ngươi làm tổ sư thiền tông đời thứ tư. Không nói một lời nào, ngài liền ứng khẩu làm bài kệ 56 câu nói về pháp môn tu thiền tông như sau: Thiền tông Phật dạy khi xưa là thiền thanh tịnh không ưa niết bàn. Những thứ vật lý thế gian dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi. Chỉ cần sống với tánh thì mà phải chân tánh không chi luân hồi. Thiền tông Phật dạy chỉ thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Tu thiền không phải lặng thinh, mà thấy cứ thấy mà mình không theo. Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo, thân là duyên hợp bám theo làm gì. Nhờ thầy chỉ dạy con ghi, luân hồi nhiều kiếp con khi không màng. Những chuyện phiền não thế gian là của vật lý không màng đến chi. Thiền tông con nhận một khi, luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền. Nay con đã hết đảo điên, tử sanh sanh tử là riêng dương trần. Nay con biết được dương trần là của vật lý không cần xen vô. Nhờ thầy chỉ dạy chữ vô, vô này là bỏ không vô não phiền. Thiền tông đạt được rất thiên, những thứ vật lý không xiền được ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca chỉ dạy thôi dứt là xa luân hồi. Phật ôi, nay con biết rồi, luân hồi sanh tử con thôi không tìm. Lòng con quyết chí sống riêng, ở trong thanh tịnh chỉ riêng một mình.
dù cho ai nói huyền linh, những thứ vật lý là linh luân hồi. Thầy dạy con một chữ thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với con. Thầy dạy con có lòng son, dù ai dụ dỗ, lòng con không màng. Những chuyện vật lý thế gian, không màng không ngó, buộc ràng được chi. Thiền tông dứt bỏ tức thì, những thứ danh lợi màng chi mà tìm. Giác ngộ giải thoát là yên, luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ. Thân con thanh tịnh hiện giờ, không dính không mắc là nhờ thiền tông. Hoa sen con nhận trong lòng, ở nơi linh thú chảy dòng về đây. Trước mặt con là vị thầy, là tổ thứ bốn truyền đây pháp thiền. Nhờ vậy con hết đảo điên, xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca. Con nhìn Đức Tổ như cha, nhờ thầy chỉ dạy con xa luân hồi. Thầy ơi, con đã ngộ rồi, pháp thiền thanh tịnh cứu đời của con. Tổ Thương Na Hòa Tu vừa nghe Ngài Ưu Ba Cúc Đa trình bày kệ 56 câu. Tổ biết Ngài đạt được bí mật thiền tông nên có lời dạy như sau. Theo huyền ký của Như Lai, người đạt được bí mật thiền tông phải được làm lễ truyền thiền tông trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nay đã đạt được bí mật thiền tông rồi, vậy một tuần sau ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ông làm tổ sư thiền tông đời thứ tư. Đúng một tuần sau, Tổ Thương Na Hòa Tu truyền bí mật thiền tông cho Ngài Ưu Ba Cúc Đa trong hang núi Thạch Lam. Nghi lễ truyền thiền tông giống như các vị trước truyền, chúng tôi không ghi vào. Vì truyền thiền tông, mỗi vị có hoàn cảnh có khác nhau, nên chúng tôi xin nêu nguyên văn bài kệ truyền thiền tông của tổ thứ ba cho vị tổ thứ tư như sau. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Khi ta nhận được bình an, nay truyền tổ vị rõ ràng cho ông. Khi xưa thầy cũng cầu mong, dụng công quán tưởng ở trong luân hồi. Bao năm tìm mãi không thôi, luân hồi nhiều kiếp không thôi với thầy. May sao tam tổ truyền thầy, pháp thiền thanh tịnh dạy riêng cho thầy. Cũng nhờ ơn đức của thầy, dạy thiền thanh tịnh thầy đây ngộ thiền. Hôm nay con đã đủ duyên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho con. Con nên giữ lấy lòng son, giúp người duyên lớn dạy xong pháp này. Con nên nghe dạy của thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Ưu có duyên, ta nay truyền thiền cấp giấy cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh của mình mà thôi. Ta nay kiểm nhận được rồi, ông sống Phật tánh hết rồi tử sanh. Ở trong rừng tốt núi xanh, không cần xen lộn đua tranh với đời. Tất cả những vị ngộ rồi, chính tâm thanh tịnh thầy tôi lưu truyền. Hôm nay ông có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy thầy ta, hãy ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông nay ngộ thiền. Thêm người hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, không được dạy thiền ở chỗ đám đông. Người nào hiểu được tánh không là truyền thanh tịnh đừng mong thứ gì. Ở trong huyền ký có ghi cấp giấy chứng nhận không chi của người. Được vậy Như Lai rất vui, pháp thiền thanh tịnh được xuôi theo dòng.
thiền tông chảy được đúng dòng là ông làm đúng thiền tông của thầy.